Xin chào mừng mọi người đã quay trở lại kênh Nhịp Sống Thế Giới của mình nhé. Hôm nay mình đang ở bên nước bạn Lào mọi người ạ. Thì ở đây thì bên này bà con đang ăn Tết, gọi là Tết Kháo Sạng. Và bây giờ mình sẽ review cái không khí Tết ở đây cho mọi người nhé, mọi người nhá. Đây là rượu cần mà tí nữa đang chuẩn bị uống mọi người ạ. Hôm nay tôi có một món rất đặc biệt muốn giới thiệu đến mọi người ạ. Không biết mọi người có dám ăn hay không? Hay có phải kín? Thấy trương bao hơn vậy này, học vậy hơn này. Ăn là nguyên. Ăn ăn nguyên. Đây là cái sách bò mà đang còn sống nhá. Cái thứ đấy rồi. Đây à? Cái thứ quan là mai rồi. Cái này. Chào ba đã có lòng mà có được. Đây là cái phân bò này, cái pịa bò non đấy. Kiến thử mà, kiến ăn đi quan rồi, kiến bày cho phép đi. Ăn thì là ăn bò vá, sữa bò phải tệ. Ông biết chăn không? Ông bài chỉ tình thôi chưa qua phải chỉ cho tôi làm mê luôn. Đây là món sách bò chấm tỉa sống nha mọi người nhá. Sách bò chấm tỉa sống. Áp bài đi luôn, áp bài đi. Thôi kín này xì cả thôi. Kín quần nó trong này. Quần này. Ăn nào kín quần thôi. Chủ nhà ăn trước. Đây là sáng ngày khởi đời, sáng ngày đời. Nói cái con lòng thư một cái đời chào bà xuống là có tái đời. Đây là xanh bò nhá. Đây là cái pịa sống của con bò nha mọi người nhá. Phân bò. Sống nha. Pịa sống này còn phải phân bò ấy. Nó cái con đó, con là con đó. Ăn đi. Chị chán đó, nó cái con đó. Ngon không? Chép. Nói veo. Mà veo à? Nó chắc chắn. Anh ấy đang bảo là bị chứ không đắng đấy. Mình cũng làm một miếng anh ạ. Đây nha. Làm một miếng nha mọi người nha. Mời mọi người nha. Đây. Sách bò sống nha mọi người nha. Đây chấm... chấm cái tiện này. Mời mọi người nha.
Quay. Mời. Ok. Ngon ngon. Cảm ơn hơi ông. Ơi, em bay. Tôi đọc bí rồi, đúng rồi. Thế ông này giúp bảo phá đóng giúp quan ông này nào cũng là lúc quan tài à. Hơi có mùi đắng đắng, có mùi tung tùng. Nhưng mà khuyến cáo mọi người là châu bò dưới miền xuôi là không nên dùng món này nhá. Thì châu bò dưới miền xuôi là hay nuôi bằng cái cám, với lại nhiều khi là hay thả ra ngoài các bãi rác ấy. Còn đây là châu bò bà con nhà Lào nuôi tự nhiên, nên là ăn có cái vị thơm và hơi đắng đắng một tí. Cái đoạn cam bên kia là các bạn thanh niên đang uống rượu cần cho mọi người nhá, các bạn thanh niên Lào uống rượu cần nhá. Còn bên kia là các cụ các ông dưới Việt Nam với cả bên Lào, gọi là mâm các cụ ấy. Còn đây là mâm mấy anh em thanh niên của mình. Thì mâm mấy anh thanh niên hôm nay là có thêm cái món sách bò này, sách bò sống. À, em bảo anh chép chép. Việt Nam thì có bánh cháy nào? Chấm cái nào chấm đi. À, bánh cháy không cái gì nhỉ? Chú quân à, mùng 2 tháng 9 à? Ai có bánh cháy không cái gì ạ? Anh em bán mai à, bánh cháy à? Kín đấy bảo, kín đấy bảo. Để chấm cái vị sống này ạ. Chấm cái vị sống này. Ngon lắm. Ngon ngon. Ngon không? Bắt tay ấy. Chẳng sửa được. 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 Chẳng ăn nàng đi có đồ sao rồi lòng nè bên ba nấu đồ sao khấu thì là đúng thế mà cái ai này là bên mà lát chài ổng xí hát đúng không? Ừ cái nhà sợ không bỏ không xung áo áo bỏ áo ba bỏ này bỏ này áo bảy đi thôi học kiếm này áo áo ba đóng đi thôi kia mình hàng giá này thôi kiếm này hơi là phải hơi có bia có lâu nữa phải hơi chạy đi hết ba đóng này rồi hơi lòng này phải hơi đâu vào lắm nè. Anh đồng về nhà, lấy cái này đồng lắm đâu vào. Hô, hát chữ tao cao hô.